9. Lực biện tài, vì thọ trì tất cả các pháp cho nên có đại biện tài. 10. Lực khai thị, vì trí huệ vô biên cho nên giáo hóa chúng sinh phát tâm bồ đề, học vô thượng đạo. Phật tử, 10 thứ lực này là lực rộng lớn, lực tối thắng, lực không thể hàng phục, lực vô lượng, lực khéo tập, lực bất động, lực kiên cố, lực trí huệ, lực thành tựu, lực thắng định, lực thanh tịnh, lực rất thanh tịnh, lực pháp thân, lực pháp quang minh, lực pháp đăng, lực pháp môn, lực không thể hoại, lực rất dũng mãnh, lực đại trượng phu, lực trượng phu khéo tu tập, lực thành chánh giác, lực quá khứ tích tập căn lành, lực an trụ vô lượng căn lành, lực trụ như lai lực, lực tâm tư duy, lực tăng trưởng bồ tát hoan hỷ, lực sinh ra bồ tát tịnh tín, lực tăng trưởng bồ tát dũng mãnh, lực bồ đề tâm sinh ra, lực bồ tát thanh tịnh thâm tâm, lực bồ tát thù thắng thâm tâm, lực huân tập căn lành của bồ tát, lực các pháp rốt ráo, lực thân không chướng ngại, lực vào pháp môn phương tiện khéo léo, lực diệu pháp thanh tịnh, lực an trụ đại thế, tất cả thế gian không thể khuynh động, lực tất cả chúng sinh không thể che lấp. Các vị Phật tử, 10 thứ lực này lại đầy đủ 38 thứ lực, tức là 1. Lực rộng lớn, 2. Lực tối thắng, 3. Lực không thể hàng phục, 4. Lực vô lượng, 5. Lực khéo tập, 6. Lực bất động, 7. Lực kiên cố, 8. Lực trí huệ, 9. Lực thành tựu, 10. Lực thắng định, 11. Lực thanh tịnh, 12. Lực rất thanh tịnh, 13. Lực pháp thân, 14. Lực pháp quang minh, 15. Lực pháp đăng, 16. Lực pháp môn, 17. Lực không thể hoại, 18. Lực rất dũng mãnh, 19. Lực đại trượng phu, 20. Lực trượng phu khéo tu tập, 21. Lực thành chánh giác, 22. Lực quá khứ tích tập căn lành, 23. Lực an trụ vô lượng căn lành, 24. Lực trụ như lai lực, 25. Lực tâm tư duy, 26. Lực tăng trưởng bồ tát hoan hỷ, 27. Lực sinh ra bồ tát tịnh tín, 28. Lực tăng trưởng bồ tát dũng mãnh, 29. Lực bồ đề tâm sinh ra, 30. Lực bồ tát thanh tịnh thâm tâm, 31. Lực bồ tát thù thắng thâm tâm, 32. Lực huân tập căn lành của bồ tát, 33. Lực các pháp rốt ráo, 34. Lực thân không chướng ngại, 35. Lực vào pháp môn phương tiện khéo léo, 36. Lực diệu pháp thanh tịnh, 37. Lực an trụ đại thế, tất cả thế gian không thể khuynh động, 38. Lực tất cả chúng sinh không thể che lấp. Phật tử, đại bồ tát này nơi pháp vô lượng công đức như vậy, hay sinh, hay thành tựu, hay viên mãn, hay chiếu sáng, hay đầy đủ khắp, hay rộng lớn, hay kiên cố, hay tăng trưởng, hay tịnh trị khắp. Các vị Phật tử, vị đại bồ tát này đối với pháp vô lượng công đức như đã nói ở trước, hay sinh ra công đức này, hay thành tựu công đức này, hay viên mãn công đức này, hay chiếu sáng công đức này, hay đầy đủ công đức này, hay đầy đủ khắp công đức này, hay rộng lớn công đức này, hay kiên cố công đức này, hay tăng trưởng công đức này, hay tịnh trị công đức này, hay tịnh trị khắp công đức này. Bờ mé công đức, bờ mé trí huệ, bờ mé tu hành, bờ mé pháp môn, bờ mé tự tại, bờ mé khổ hạnh, bờ mé thành tựu, bờ mé thanh tịnh, bờ mé xuất ly, bờ mé pháp tự tại của Bồ Tát này không ai có thể nói được. Bồ Tát này sự đắc được, sự thành tựu, sự thú nhập, sự hiện tiền, hết thảy cảnh giới, hết thảy quán sát, hết thảy chứng nhập, hết thảy thành tịnh, hết thảy sự biết rõ, hết thảy kiến lập, tất cả pháp môn trong bất khả thuyết kiếp, không thể nói hết được. Vị đại Bồ Tát này, tất cả bờ mé của Ngài không cách chi biết được, bờ mé công đức, bờ mé trí huệ, bờ mé tu hành, bờ mé pháp môn, bờ mé tự tại, bờ mé khổ hạnh, bờ mé thành tựu, bờ mé thanh tịnh, bờ mé xuất ly, bờ mé pháp tự tại, mười thứ bờ mé này chẳng cách chi nói ra được. Vị Bồ Tát này, Ngài có công đức không thể nghĩ bàn, sự đắc được, sự thành tựu, sự thú nhập, sự hiện tiền, hết thảy cảnh giới, hết thảy quan sát, hết thảy chứng nhập, hết thảy thanh tịnh, hết thảy sự biết rõ, hết thảy kiến lập, tất cả pháp môn trong bất khả thuyết đại kiếp cũng không cách chi có thể nói hết được. Phật tử, đại Bồ Tát trụ tam muội này biết rõ vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết, tất cả tam muội, hết thảy cảnh giới của mỗi tam muội đó rộng lớn vô lượng, ở trong cảnh giới hoặc nhập hoặc khởi hoặc trụ, hết thảy tướng trạng, hết thảy thị hiện, hết thảy hành xứ, hết thảy đẳng lưu, hết thảy tự tại, hết thảy trừ diệt, hết thảy xuất ly, tất cả như vậy thảy đều thấy rõ. Các vị Phật tử, khi đại Bồ Tát trụ tam muội này biết rõ vô số tam muội,
vô lượng tam muội, vô biên tam muội, vô đẳng tam muội, bất khả số tam muội, bất khả xưng tam muội, bất khả tư tam muội, bất khả lượng tam muội, bất khả thuyết tam muội, bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả tam muội. Ở trong những tam muội đó, mỗi một thứ tam muội hết thảy cảnh giới rộng lớn vô lượng, ở trong cảnh giới hoặc nhập định, hoặc xuất định, hoặc trụ định, hết thảy tướng trạng, hết thảy thị hiện, hết thảy hành xứ, hết thảy đẳng lưu, hết thảy tự tại, hết thảy trừ diệt, hết thảy xuất ly, tất cả như vậy, chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không thấy được. Phật tử, ví như cung của vô nhiệt não Đại Long Vương, nơi ao A Nậu Đạt chảy ra bốn con sông lớn, không đục không tả, chẳng có dơ bẩn, quang sắc thanh tịnh giống như hư không. Bốn mặt ao đó đều có một cửa sông, chảy ra một con sông, nơi cửa tượng khẩu chảy ra sông Hằng Già, nơi cửa sư tử khẩu chảy ra sông Tư Đà, nơi cửa Ngưu khẩu chảy ra sông Tín Độ, nơi cửa Mã khẩu chảy ra sông Phược Xô. Bốn ao lớn đó khi chảy ra thì cửa sông Hằng Già chảy ra cát bạc, cửa sông Tư Đà chảy ra cát kim cương, cửa sông Tín Độ chảy ra cát vàng, cửa sông Phược Xô chảy ra cát lưu ly, cửa sông Hằng Già màu bạc trắng, cửa sông Tư Đà màu kim cương, cửa sông Tín Độ màu vàng thật, cửa sông Phược Xô màu lưu ly. Mỗi cửa sông rộng một do tuần, nước bốn con sông lớn đó đều chảy quanh ao A Nậu Đạt bảy vòng, rồi theo phương diện mà chảy ra bốn hướng, nổi sóng cuộn cuộn rồi chảy vào biển. Các vị Phật tử, ví như cung của vô nhiệt não Đại Long Vương, ở trên đỉnh Tuyết Sơn có một cái ao lớn tên là ao A Nậu Đạt, dịch là vô nhiệt. Ao đó chu vi 50 do tuần, hình vuông. Có một vị Đại Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo, dùng nguyện lực hóa làm Long Vương, tên gọi là Ana Bà Đạt Đa, sống ở trong đó. Bốn phía chảy ra bốn con sông lớn để cung ứng cho chúng sinh ở Nam Thiện Bộ Châu sử dụng. Nước đó trong trèo, không đục không tạp, chẳng có dơ bẩn. Ánh sáng và màu sắc của nước rất thanh tịnh, giống như hư không. Bốn mặt ao vô nhiệt đó đều có một cửa sông, chảy ra một con sông. Hướng đông của ao đó, cửa tượng khẩu màu bạc trắng, nước chảy ra thành sông Hằng Già. Hướng bắc của ao đó, cửa sư tử khẩu màu kim cương, nước chảy ra sông Tư Đà. Hướng nam của ao đó, cửa ngưu khẩu màu vàng thật, nước chảy ra thành sông Tín Độ. Hướng tây của ao đó, cửa mã khẩu màu lưu ly, nước chảy ra thành sông Phược Xô. Bốn ao lớn đó khi chảy ra thì cửa sông Hằng Già chảy ra cát bạc, cửa sông Tư Đà chảy ra cát kim cương, cửa sông Tín Độ chảy ra cát vàng, cửa sông Phược Xô chảy ra cát lưu ly. Cửa sông Hằng Già màu bạc trắng, cửa sông Tư Đà màu kim cương, cửa sông Tín Độ màu vàng thật, cửa sông Phược Xô màu lưu ly. Mỗi cửa sông rộng một do tuần, nước bốn con sông lớn đó đều chảy quanh ao A Nậu Đạt bảy vòng, rồi sau đó theo phương diện mà chảy ra bốn hướng đông tây nam bắc, thế nước rất mạnh, nổi sóng cuồn cuộn rồi chảy vào biển. Ở giữa bốn con sông đó đều có báu trời làm thành hoa Yêu Bát La, hoa Bà Đầu Ma, hoa Câu Vật Đầu, hoa Phân Đà Lợi. Những hoa đó tỏa ra hương thơm ngào ngạt, kỳ lạ, sắc đẹp thanh tịnh, đủ thứ lá hoa, đủ thứ đài nhụy, đều bằng các báu, tự nhiên chiếu rực rỡ, đều thành quang minh chiếu hiện với nhau. Ao vô nhiệt đó chu vi rộng lớn 50 do tuần, cắt bằng các thứ báu đẹp trải khắp dưới đáy ao, có đủ thứ mani dùng để nghiêm sức, vô lượng báu đẹp trang nghiêm bờ ao, hương thơm trên đàn tỏa khắp trong ao, hoa Yêu Bát La, hoa Bà Đầu Ma, hoa Câu Vật Đầu, hoa Phân Đà Lợi và các hoa báu khác đều đầy khắp. Gió nhẹ thổi động, hương thơm tỏa xa, rừng hoa cây báu bày khắp chung quanh ao. Khi mặt trời mọc lên, ánh sáng chiếu khắp trong ngoài sông ao, tất cả các vật chiếu sáng lẫn nhau thành lưới quang minh. Các vật như vậy hoặc xa hoặc gần, hoặc cao hoặc thấp, hoặc rộng hoặc hẹp, hoặc thô hoặc tế, cho đến rất nhỏ như hạt cát hạt bụi, đều là báu đẹp quang minh chiếu sáng. Tất cả các vật đều hiện bóng mặt trời, các vật đó cũng chuyển động hiện bóng lẫn nhau. Các bóng như vậy chẳng tăng chẳng giảm, chẳng hợp chẳng tan, đều như bản chất mà được thấy rõ. Bốn con sông lớn đó đều vòng về bên phải, ở giữa mỗi con sông đó đều có báu trời làm thành hoa Yêu Bát La, hoa xanh xanh, hoa Ba Đầu Ma, hoa sen đỏ, hoa Câu Vật Đầu, hoa sen vàng, hoa Phân Đà Lợi, hoa sen trắng. Những hoa sen đó tỏa ra hương thơm ngào ngạt kỳ lạ, không thể sánh bằng. Màu sắc của hoa rất đẹp thanh tịnh, đủ thứ lá hoa, đủ thứ đài nhụy, đều bằng các thứ báu, có lá bằng vàng thật, hoa bằng bạc trắng, rất là tươi tốt.
và giữa hoa tự nhiên chiếu rực rỡ, và giữa lá tự nhiên chiếu hiện, phóng quang minh với nhau, chiếu sáng với nhau, năm quang mười sắc sáng lạ chói mắt, cảnh đó dị thường khó mà nhìn thấy được. Ao vô nhiệt đó đặc biệt rộng lớn, chủ vì nằm 10 giò tuần cát bằng các thứ báu đẹp dài đầy khắp dưới đáy ao, có đủ thứ mani báu dùng để nghiêm rước ao, dùng vô lượng báu đẹp để trang nghiêm bảo ao, dùng hương thơm trên đàn tỏa khắp trong ao. Trong ao có hoa yêu bát la, hoa ba đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi và các hoa báu khác đều đầy khắp. Khi gió nhẹ thổi động, hương thơm tỏa xa mấy giò tuần. Bốn bên ao lại có rừng hoa kê báu bày khắp chung quanh ao rất là trang nghiêm. Khi mặt trời mọc lên, ánh sáng chiếu khắp trong ngoài sông ao, tất cả các vật tiếp bóng lẫn nhau, chiếu sáng lẫn nhau, tạo thành lưới quang minh. Các vật như vậy, hoặc xa hoặc gần, hoặc cao hoặc thấp, hoặc rộng hoặc hẹp, hoặc thô hoặc tế, cho đến vật rất nhỏ như hạt cát hạt bụi đều là báu đẹp, quang minh chiếu sáng. Tất cả các vật đều hiện bóng mặt trời, các vật đó cũng chuyển động hiện bóng lẫn nhau. Do đó, bóng bóng chiếu nhau, bóng bóng tiếp nhau, các bóng như vậy chẳng tăng cũng chẳng giảm, cũng chẳng hợp cũng chẳng tan, đều là chất vốn có, ánh sáng vốn có mà được thấy rõ. Phật tử, như ao vô nhiệt, nơi bốn cửa chảy ra bốn con sông rồi nhập vào biển, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, từ bốn biện tài chảy ra các hạnh, chốt giáo nhập vào biển nhất thiết trí. Các vị Phật tử, như ao vô nhiệt, nơi bốn cửa chảy ra bốn con sông rồi nhập vào biển, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, từ bốn biện tài chảy ra các hạnh, chốt giáo nhập vào biển nhất thiết trí. Như sông lớn hàng già, từ cửa tượng khẩu màu bạc chảy ra cát bạc, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng nghĩa biện tài nói tất cả nghĩa môn mà tất cả Như Lai nói, sinh ra tất cả pháp trắng thanh tịnh, chốt giáo nhập vào biển trí vô ngại. Như sông lớn Tư Đà, từ cửa khẩu sư tử màu kim cương chảy ra cát kim cương, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng pháp biện tài vì tất cả chúng sinh nói câu kim cang của Phật, dẫn đến kim cang trí, chốt giáo nhập vào biển trí vô ngại. Như sông lớn Tín Độ, từ cửa nghiêu khẩu màu vàng chảy ra cát vàng, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng huấn từ biện thuyết tùy thuận phương tiện trên khỏi thế gian, khai ngộ chúng sinh khiến cho họ đều hoan hỷ, điều phục thành thục, chốt giáo nhập vào biển phương tiện trên khỏi. Như sông lớn Phật Xô, từ cửa mã khẩu màu lưu ly chảy ra cát lưu ly, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng vô tận biện mưa pháp hàng trăm ngàn ước na do tha bất khả thuyết, khiến cho người nghe đều được thấm nhuận, chốt giáo nhập vào biển Phật pháp. Như sông lớn hàng già, từ cửa tượng khẩu màu bạc chảy ra cát bạc, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng nghĩa vô ngại biện tài nói tất cả nghĩa lý pháp môn mà tất cả Như Lai nói, sinh ra tất cả pháp trắng thanh tịnh, chốt giáo nhập vào biển trí huệ vô ngại. Như sông lớn Tư Đà, từ cửa khẩu sư tử màu kim cương chảy ra cát kim cương, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng pháp vô ngại biện tài vì tất cả chúng sinh nói câu kim cang của Phật, dẫn đến kim cang trí trong tự tánh, chốt giáo nhập vào biển trí huệ vô ngại. Như sông lớn Tín Độ, từ cửa nghiêu khẩu màu vàng chảy ra cát vàng, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng từ vô ngại biện tài tùy thuận phương tiện truyền khởi thế gian để khai ngộ chúng sinh, khiến cho họ đều đại hoan hỷ, điều phục tất cả chúng sinh, thành thực tất cả chúng sinh, chốt giáo nhập vào biển phương tiện truyền khởi. Như sông lớn Phật Xô, từ cửa mã khẩu màu lưu ly chảy ra cát lưu ly, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng nhạo thuyết vô ngại biện tài nói cho ngàn ước na do tha bất khả thuyết pháp môn, khiến cho người nghe đều được thấm nhận pháp vũ, chốt giáo nhập vào biển pháp của chư Phật. Như bốn con sông lớn tùy thuận bao quanh ao vô nhiệt rồi, từ bốn phương chảy vào biển, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, thành tựu tùy thuận thân nghiệp, tùy thuận lời nghiệp, tùy thuận ý nghiệp, thành tựu trí làm tiền đạo thân nghiệp, trí làm tiền đạo lời nghiệp, trí làm tiền đạo ý nghiệp, bốn phương chảy ra, chốt giáo nhập vào biển nhất thiết trí. Phật tử, thế nào gọi là bốn phương của Bồ Tát? Phật tử, đó là thấy tất cả chư Phật mà được khai ngộ, nghe tất cả pháp thọ trì không quên, viên mãn tất cả hạnh ba la mật, đại bi thuyết pháp đầy đủ chúng sinh. Như bốn con sông lớn tùy thuận phương hướng bao quanh ao lớn vô nhiệt rồi, từ bốn phương chảy nhập vào biển, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, thành tựu tùy thuận thân nghiệp, lời nghiệp, ý nghiệp, thành tựu trí làm tiền đạo thân nghiệp, lời nghiệp, ý nghiệp, từ bốn phương chảy ra, cuối cùng chảy vào biển nhất thiết trí. Các vị Phật tử, thế nào gọi là bốn phương của Bồ Tát?
Các vị Phật tử hãy chú ý lắng nghe, đó là: một, Bồ Tát thấy được tất cả chư Phật mà được khai ngộ minh bạch bản lai diện mục, bộ mặt thật xưa nay. 2. Bồ Tát nghe được tất cả pháp vì văn tư tu ba huệ viên mãn cho nên thọ trì không quên. 3. Bồ Tát viên mãn để tất cả hạnh ba la mật. 4. Bồ Tát dùng đại bi tâm để thuyết pháp đầy đủ dục vọng của tất cả chúng sinh. Như bốn con sông lớn bao quanh ao lớn, ở trong giữa ao đó đều đầy rẫy hoa yêu bát la, hoa ba đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợn. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, ở trong giữa tâm Bồ Đề chẳng bỏ chúng sinh, nói pháp điều phục đều khiến cho viên mãn vô lượng tam muội thấy cõi nước Phật trang nghiêm thanh tịnh. Như bốn con sông lớn bao quanh ao lớn vô nhiệt, ở trong giữa ao đó đều đầy rẫy hoa yêu bát la và ba đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợn. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, ở trong giữa tâm Bồ Đề chẳng bỏ chúng sinh nào mà vì họ nói đủ thứ pháp để điều phục chúng sinh căng cường, đều khiến cho viên mãn vô lượng tam muội thấy được cõi nước Phật đều trang nghiêm thanh tịnh. Như ao lớn vô nhiệt có cây báu chung quanh, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, hiện cõi nước Phật chung quanh trang nghiêm, khiến cho các chúng sinh hướng về Bồ Đề. Như ao lớn vô nhiệt có đủ thứ cây báu chung quanh tứ phía, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng sức thần thông biến hóa thị hiện cõi nước chư Phật chung quanh trang nghiêm, khiến cho các chúng sinh hướng về Bồ Đề giác đạo. Như ao lớn vô nhiệt bề ngang rộng 50 do tuần, thanh tịnh không đục, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, tâm Bồ Đề rộng vô lượng vô biên, căn lành đầy rẫy, thanh tịnh không đục. Như ao lớn vô nhiệt bề ngang rộng 50 do tuần, nước rất thanh tịnh không đục, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, phát tâm Bồ Đề vô lượng vô biên, canh lành đầy rẫy pháp giới, thanh tịnh không đục. Như ao lớn vô nhiệt dùng vô lượng báu trang nghiêm bờ ao, giải hương trên đàn đầy khắp trong đó, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng trăm ngàn ước mười thứ trí báu trang nghiêm bờ Bồ Đề tâm đại nguyện, khắp giải hương thơm tất cả các điều thiện. Như ao lớn vô nhiệt dùng vô lượng các báu để trang nghiêm bờ ao, giải hương bộ trên đàn đầy khắp trong đó, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng trăm ngàn ước mười thứ trí huệ báu để trang nghiêm bờ Bồ Đề tâm đại nguyện, khắp giải hương thơm tất cả các điều thiện. Như ao lớn vô nhiệt đáy ao giải cát vàng, đủ thứ mani xen lẫn trang nghiêm, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, trí huệ vi diệu quan sát khắp cùng bất khả tư nghị giải thoát của Bồ Tát, đủ thứ pháp bảo xen lẫn trang nghiêm, để tất cả pháp quang minh vô ngại trụ chỗ trụ của tất cả chư Phật vào trong tất cả phương tiện thâm sâu. Như ao lớn vô nhiệt đáy ao giải đầy cát vàng, đủ thứ châu báu mani xen lẫn để trang nghiêm, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng trí huệ vi diệu để quan sát khắp cùng bất khả tư nghị giải thoát của Bồ Tát, có đủ thứ pháp bảo xen lẫn trang nghiêm, được tất cả pháp vô ngại quang minh trụ nơi cảnh giới chỗ trụ của tất cả chư Phật vào được trong tất cả pháp môn phương tiện khéo léo thâm sâu. Như Anabadadda Long Vương vĩnh viễn lìa khỏi mọi nhiệt não trong loài rồng, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả yêu não của thế gian, tùy hiện thọ sinh mà không nhiễm trước. Như Anabadadda Long Vương vĩnh viễn lìa khỏi tất cả mọi nhiệt não trong loài rồng, rồng sợ nhất là ánh nắng mặt trời nóng, cho nên khi hành động thì dùng mây để che đỡ. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả yêu sầu phiền não của thế gian, tùy nhiên thị hiện thọ sinh trong sáu cõi mà không nhiễm trước tất cả thế gian. Như bốn con sông lớn thấm nhuận tất cả đất đai cõi Diêm Phù Đề, thấm nhuận rồi chảy vào trong biển cả, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng sông bốn trí thấm nhuận trời người Sa Môn Bà La Môn, khiến cho họ khắp vào biển trí huệ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, dùng mười thứ lực để trang nghiêm. Những gì là bốn? Một là sông nguyện trí cứu hộ điều phục tất cả chúng sinh thường không ngừng nghỉ. Hai là sông trí ba la mật tu hành Bồ Đề lợi ích chúng sinh đời quá khứ vị lai hiện tại liên tục vô tận, rốt ráo nhập vào biển trí của chư Phật. Ba là sông trí tam muội của Bồ Tát, vô số tam muội dùng để trang nghiêm thấy tất cả chư Phật và biển chư Phật. Bốn là sông trí đại bi đại từ tự tại cứu khắp chúng sinh phương tiện nhiếp lấy không có ngừng nghỉ, tu hành môn công đức bí mật, rốt ráo nhập vào biển thập lực. Như nước bốn con sông lớn thấm nhuận hết tất cả đất đai cõi Diêm Phù Đề, thấm nhuận rồi bèn chảy vào trong biển cả, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng sông bốn thứ trí huệ để thấm nhuận trời người Sa Môn Bà La Môn, khiến cho họ khắp vào biển trí huệ vô thượng chánh đẳng chánh giác,
dùng 10 thứ lực để trang nghiêm. Những gì là bốn thứ sông trí? Một, sông nguyện trí, hay cứu hộ tất cả chúng sinh, hay điều phục tất cả chúng sinh không có lúc nào ngừng nghỉ. Hai, sông trí ba la mật, thường tu hạnh bồ đề để lợi ích tất cả chúng sinh. Đời quá khứ vị lai hiện tại, liên tục vô tận, chốt giáo nhập vào biển trí của chư Phật. Ba, sông trí tam muội của Bồ Tát, dùng vô số vô lượng tam muội để trang nghiêm, thấy được tất cả chư Phật và biển tất cả chư Phật. Bốn, sông trí đại bi, dùng tâm đại từ tự tại để khắp cứu độ tất cả chúng sinh, phương tiện khéo léo để nhiếp lấy tất cả chúng sinh không có lúc nào ngừng nghỉ. Truyền tu hành môn công đức bí mật, chốt giáo nhập vào biển thập lực, như bốn con sông lớn, từ A Vô Nhiệt chảy ra rồi chốt giáo vô tận, nhập vào biển cả. Đại Bồ Tát cũng là như thế, dùng đại nguyện lực, tu hành Bồ Tát tự tại tri kiến không cùng tận, chốt giáo nhập vào biển nhất thiết trí. Như bốn con sông lớn, từ A lớn vô nhiệt chảy ra rồi chốt giáo không hết được, mà chảy nhập vào biển cả. Đại Bồ Tát cũng là như thế, dùng đại nguyện lực để tu hạnh Bồ Tát nhậm vận tự tại, tránh trì tránh kiến không có lúc nào hết được, chốt giáo nhập vào biển nhất thiết trí. Như bốn con sông lớn nhập vào biển cả, không có gì chướng ngại khiến cho không nhập vào biển. Đại Bồ Tát cũng là như thế, thường xuyên tu tập hạnh nguyện phổ hiền, thành tựu nhất thiết trí huệ quang minh, trụ nơi pháp bồ đề của tất cả chư Phật, nhập vào trí của Như Lai không có chướng ngại. Như bốn con sông lớn nhập vào biển cả, không có gì chướng ngại được khiến cho không nhập vào biển. Đại Bồ Tát cũng là như thế, thường xuyên tu tập hạnh nguyện Bồ Tát phổ hiền, thành tựu quang minh nhất thiết trí huệ, trụ trong pháp bồ đề của tất cả chư Phật, chứng được trí huệ của Như Lai không có chướng ngại. Như bốn con sông lớn chảy thẳng vào biển, trải qua nhiều kiếp cũng không nhàm mỏi. Đại Bồ Tát cũng là như thế, dùng hạnh nguyện phổ hiền, hết kiếp vị lai tu Bồ Tát hạnh vào biển Như Lai chẳng sinh nhàm mỏi. Như bốn con sông lớn chảy thẳng vào biển, trải qua vô số kiếp cũng không có lúc nào nhàm chán mệt mỏi. Đại Bồ Tát cũng là như thế, dùng hạnh nguyện của Bồ Tát phổ hiền, hết kiếp thuở vị lai tu Bồ Tát hạnh vào biển pháp của Như Lai cũng chẳng sinh tâm nhàm mỏi. Phật tử, như khi mặt trời mọc lên, cát vàng, cát bạc, cát kim cương, cát lưu ly và tất cả đủ thứ báu vật khác trong A Vô Nhiệt đều có bóng mặt trời hiện ra trong đó. Những cát vàng, cát bạc, cát kim cương, cát lưu ly, tất cả báu vật cũng đều lần lượt hiện bóng, chiếu soi lẫn nhau không có chướng ngại. Đại Bồ Tát cũng là như thế, trụ tam muội này trong mỗi lỗ chân lông thân mình đều thấy chư Phật Như Lai nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật, cũng thấy hết thảy cõi nước đạo tràng chúng hội của các đức Phật đó. Ở chỗ mỗi đức Phật nghe pháp thọ trì, tiên hiểu cúng dường, đều trải qua bất khả thuyết ức na do thà kiếp, mà chẳng nghĩ nhớ thời tiết dài ngắn, các chúng hội đó cũng không bị chật hẹp. Các vị Phật tử, giống như khi mặt trời mọc lên, thì hết thảy cát vàng, cát bạc, cát kim cương, cát lưu ly và tất cả đủ thứ báu vật khác trong A Vô Nhiệt đều có bóng mặt trời hiện ra trong đó. Hết thảy tất cả cát vàng, cát bạc, cát kim cương, cát lưu ly, tất cả báu vật, mỗi thứ cũng đều lần lượt hiện ra hình bóng, chiếu soi lẫn nhau không có chướng ngại. Đại Bồ Tát cũng là như thế, trụ tam muội này trong mỗi lỗ chân lông thân mình đều thấy chư Phật Như Lai nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật, cũng thấy hết thảy cõi nước đạo tràng chúng hội của các đức Phật đó. Bồ Tát ở nơi đạo tràng của mỗi đức Phật nghe Phật nói chánh pháp, thọ trì chánh pháp, tin hiểu Phật pháp, cúng dường Phật, thừa sự Phật, đều trải qua bất khả thuyết ức na do thà kiếp, mà chẳng nghĩ nhớ thời gian dài ngắn, hết thảy mọi người ở trong chúng hội cũng chẳng cảm giác chật hẹp. Tại sao? Vì dùng tâm vì diệu vào vô biên pháp giới, vì vào vô đẳng sai biệt nghiệp quả, vì vào cảnh giới tam muội không nghĩ bàn, vì vào cảnh giới tư duy không nghĩ bàn, vì vào cảnh giới tự tại của tất cả chư Phật, vì được tất cả chư Phật hộ niệm, vì được đại thần biến của tất cả chư Phật, vì được mười thứ lực khó được khó biết của các Như Lai, vì vào cảnh giới hạnh viên mãn của Bồ Tát phổ hiền, vì được sức thần thông không mệt mỏi của tất cả chư Phật. Tại sao có những cảnh giới đó? Do nguyên nhân gì? Vì dùng tâm vi diệu không thể nghĩ bàn mà đắc được mười thứ cảnh giới. Một, vì vào được vô biên pháp giới. Hai, vì vào được nghiệp quả vô đẳng sai biệt. Ba, vì vào được cảnh giới tam muội không thể nghĩ bàn. Bốn, vì vào được cảnh giới tư duy không thể nghĩ bàn. Năm, vì vào được cảnh giới tự tại của tất cả chư Phật. Sáu, vì được tất cả chư Phật hộ niệm. 7. Vì đắc được đại thần biến của tất cả chư Phật.
8. Vì đắc được 10 thứ lực khó được khó biết của tất cả chư Phật. 9. Vì vào được cảnh giới hạnh viên mãn của Bồ Tát Phổ Hiền. 10. Vì đắc được sức thần thông không mệt mỏi của tất cả chư Phật. Phật tử, tuy Đại Bồ Tát có thể ở trong định một niệm nhập xuất, nhưng cũng chẳng bỏ thời gian lâu dài ở trong định, cũng chẳng chấp trước. Tuy nơi cảnh giới không nương trụ, nhưng cũng không xả bỏ tất cả sở duyên. Tuy khéo và sát na tế, nhưng vì lợi ích tất cả chúng sinh mà thị hiện thần thông của Phật không nhàm đủ. Tuy đồng vào pháp giới, nhưng không được bờ mé pháp giới. Tuy vô sở trụ, không có xứ sở, nhưng luôn nhập vào nhất thiết trí đạo, dùng sức biến hóa khắp vào trong chúng vô lượng chúng sinh cho nghiêm đầy đủ tất cả thế giới. Tuy lìa phân biệt điên đảo của thế gian, vượt qua sự phân biệt tất cả các địa, cũng không xả bỏ đủ thứ các tướng, tuy đầy đủ phương tiện khéo léo như rốt ráo thanh tịnh. Tuy không phân biệt các địa của Bồ Tát, nhưng đều đã khéo vào các địa. Các vị Phật tử, tùy Đại Bồ Tát đều trụ ở trong định, một niệm có thể nhập, một niệm có thể xuất. Nhập định xuất định, nhậm vận tự tại, nhưng cũng chẳng bỏ thời gian lâu dài ở trong định, cũng chẳng chấp trước nơi định, nhập xuất đều ở trong cảnh giới như như bất động, liễu liễu thưởng minh. Tùy Bồ Tát ở trong cảnh giới, cũng không đương tựa cảnh giới, cũng không chấp trụ cảnh giới, nhưng cũng không xả bỏ tất cả sở duyên tiếp cận. Tùy Bồ Tát có thể nhập định trong thời gian rất ngắn, nhưng vì lợi ích tất cả chúng sinh mà thể hiện thần thông của chư Phật không có khi nào nhàm mỏi và đầy đủ. Tuy Bồ Tát đồng vào pháp giới, nhưng không được bờ mé pháp giới. Tuy Bồ Tát vô sở trụ, không có xứ sở, nhưng luôn nhập vào đạo nhất thiết trí, dùng sức biến hóa khắp vào vô lượng đại chúng trong chúng sinh, đầy đủ trang nghiêm tất cả thế giới. Tuy Bồ Tát lìa khỏi tất cả phân biệt điên đảo của thế gian, vượt qua được tất cả địa phân biệt, nhưng Bồ Tát tức thế gian, lìa thế gian, không xả bỏ đủ thứ các tướng. Tức cũng là tuy vượt xuất thế gian, nhưng không lìa khỏi tất cả tướng của thế gian. Tùy Bồ Tát đầy đủ pháp môn phương tiện khéo léo, nhưng rốt ráo là diệu pháp thanh tịnh. Tùy Bồ Tát không phân biệt các địa của Bồ Tát, nhưng đều đã khéo vào tất cả các địa, đạt được địa vị đẳng giác, địa vị cao nhất của Bồ Tát. Phật tử ví như hư không, tùy dùng thọ tất cả sự vật mà lìa có không, Đại Bồ Tát cũng là như thế, tùy khắp vào tất cả thế gian mà lìa tưởng thế gian. Tùy xưởng độ tất cả chúng sinh mà lìa tưởng chúng sinh, tùy biết sâu tất cả các pháp mà lìa tưởng các pháp, tùy thích thấy tất cả chư Phật mà lìa tưởng chư Phật, tùy khéo nhập đủ thứ tạm muội mà biết tất cả pháp tự tánh đều như không có nhiễm trước, tùy dùng vô biên biện tài diễn nói vô tận câu pháp là tâm luôn trụ lìa pháp văn tự, tùy thích quán sát nói pháp không lợi mà luôn thể hiện âm thanh thanh tịnh, tùy trụ tất cả pháp tế lìa lời nói mà luôn thể hiện đủ thứ sắc tướng, tùy giáo hóa chúng sinh mà biết tất cả pháp rốt ráo tánh không, tùy sinh tù đại bi độ thoát chúng sinh mà biết cõi chúng sinh vô tận vô số, tùy thấu đạt pháp giới thường trụ không thay đổi mà dùng ba luân điều phục chúng sinh luôn không nghỉ ngơi, tùy thường an trụ chỗ trụ của Như Lai mà trí huệ thanh tịnh tâm không sợ hãi, phân biệt diễn nói đủ thứ các pháp chuyển bánh xe pháp thường không nghỉ ngơi. Các vị Phật tử ví như hư không, tùy dùng thọ tất cả sự vật mà lìa nghĩ tưởng có không, Đại Bồ Tát cũng là như thế. Tùy Bồ Tát khắp đi đến tất cả thế gian, giáo hóa tất cả chúng sinh nhưng lìa tưởng thế gian, hành xả vô sự, không chấp tất cả tướng. Tùy Bồ Tát siêng độ tất cả chúng sinh nhưng lìa tưởng chúng sinh, trong Kinh Kim Cang có nói, tôi phải diệt độ tất cả chúng sinh, diệt độ tất cả chúng sinh rồi, mà không có một chúng sinh thật diệt độ. Đây là lìa tưởng chúng sinh. Tùy Bồ Tát biết sâu tất cả các pháp nhưng lìa tưởng các pháp, nghĩa là không chấp nơi pháp, không chấp về tưởng. Tùy Bồ Tát thích thấy tất cả mười phương chư Phật ba đời nhưng lìa tưởng chư Phật. Tùy Bồ Tát khéo nhập đủ thứ tam muội nhưng biết tự tánh của tất cả các pháp đều không chỗ có, không chấp trước, đã đạt đến cảnh giới chẳng chấp trước, không nhiễm trước. Tùy Bồ Tát dùng vô biên biện tài diễn nói vô tận câu pháp nhưng tâm luôn trụ nơi pháp lìa văn tự. Do đó, lìa tướng lời nói, lìa tướng văn tự, lìa tướng duyên tâm. Tùy Bồ Tát hoan hỷ quan sát, nói pháp không lời, tức cũng là pháp vắng lặng, nhưng luôn thị hiện âm thanh thanh tịnh, vì chúng sinh diễn nói diệu pháp. Tùy Bồ Tát trụ tất cả pháp tế lìa lời nói, nhưng luôn thị hiện đủ thứ sắc tướng, tức cũng là 32 tướng, 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân. Tùy Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sinh, nhưng biết tất cả pháp rốt ráo tánh không. Tùy Bồ Tát siêng tu đại bi tâm độ thoát tất cả chúng sinh, nhưng biết cõi chúng sinh vô tận vô số, chúng sinh tùy nhiên độ không hết,
nhưng vẫn phải độ. Tuy Bồ Tát thấu đạt pháp giới thường trụ không thay đổi, nhưng dùng ba luân thân miệng ý để điều phục chúng sinh cao cường, luôn không nghỉ ngơi. Tuy Bồ Tát thường an trụ quả vị chỗ trụ của Như Lai, nhưng trí huệ thanh tịnh, tâm không sợ hãi, phân biệt dễ nói được đủ thứ diệu pháp, chuyển được bánh xe pháp vô thượng, thường không nghỉ ngơi. Phật tử đó là đại tam muội trí thiện xảo, pháp giới tự tại thứ 9 của Đại Bồ Tát. Các vị Phật tử đó là đại tam muội trí và thiện xảo pháp giới tự tại thứ 9 của Đại Bồ Tát tu.